Thích thì thích chứ, có sao đâu. Con ông Hương Sư còn muốn được cưới cô ấy, sao mình lại không chứ. Đời người như một dòng sông đổ ra biển cả, con nước trôi theo dòng. Tiền bạc là vật ngoài thân, nay còn mai mất, ai mà biết trước được chuyện thời thế tương lai. Chỉ có những điều ta học được thì nếu ta còn sống, còn tỉnh trí thì nó còn nằm mãi trong đầu, không mất đi đâu được. Cậu không thích đọc sách, nhưng chắc là cậu có nghe hát tuồng mà phải không? Có ông vua nào mà ngồi mãi trên ngai vàng đâu. Có khi hôm nay còn làm vua, ngồi trên ngôi cao chính bệ, mai bị cướp ngôi, đã trở thành kẻ bôn tẩu, đói khát đầu đường xó chợ. Gia sản nhà cậu tuy lớn, nhưng mà có câu: ngồi không mà ăn thì núi cũng không còn. Làm chủ nếu không hiểu biết thì trước tiên sẽ bị người làm khinh, sau đó thì bị họ qua mặt. Làm chủ mà không biết tính toán giỏi, công việc làm ăn sao thành công được. Cậu thấy ông chủ đó, nắm trong tay bao nhiêu gia sản mà vẫn phải ngồi tối lo tính toán sổ sách, lo dắt óc nghĩ cách sao phát triển sự nghiệp hay sao. Họ cúi đầu chào cậu là vì sợ, chứ không phải kính nể gì cậu đâu. Chỉ có người đạo đức, tài giỏi mới khiến cho thiên hạ kính nể mà thôi. Tôi nói cậu đừng có tự ái nha. Thiệt ra cậu đã làm được gì để thiên hạ kính nể đâu. Tiền của gia sản đều là do ông chủ tạo ra, chứ cậu có làm được gì mà người ta kính nể. Cậu nói đúng, mình có làm được gì đâu chứ. Không thể để cô ấy coi thường mình được. Đời người như một dòng sông.